Xin kính chào cô chú anh chị, hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô hoa dành dành nha chú anh chị. Mặt hoa em có để bên phía góc phải màn hình. Loại hoa này cực kỳ thơm luôn ha, ra hoa quanh năm. Nên cây này em để đại luôn mà rất là nó sống khỏe luôn, đâm trời quá trời luôn, dày đặc luôn nha anh chị. Cây này là một cốt lên ba thăng, lắc lắc lượn léo nhau nha. Rất là lắc léo luôn anh chị ơi. Quanh cái này là 10. Cái này em khỏi cần đâu quanh nha anh chị. Chiều cao 19. Cái thân của nó cỡ cây diết long hoặc bự hơn cây diết long. Đó, anh chị xem ha. Mã số luôn em ơi. Mã số 150. Rồi cái này 400.000 em bao ship tặng nhà cho mình ha. Em đo chiều cao thôi. 151. Thân lắc lượn nè, cái này bự hơn cây diết long chút. Chiều cao là 19. Rồi 250 anh chị ơi. 151. 151 250. 152. À cái củ dưới này, cây dưới cốt dưới này nó rất là to nè anh chị. À, ha. Này khi vận chuyển mà em ốp vô nó có bị dập mấy cái nhánh này nữa, anh chị thông cảm ha, về đâm chồi mới lại thôi. Quanh 18. Mã số 152. Rồi cái này 250 luôn anh chị ơi. 153. 153. Chiều cao 17. Mã số 153. 250.000. Cái này dán độ xuống rất là đẹp nè. Nó đâm chồi hết trơn à. Tại nó đụng qua tới đụng lui nó bị dập, nó bị héo như vậy. Cái cây rất là dễ sống ha. Chiều cao 19. Ừ. Cái thằng chỗ này là bự hơn diết long rất là nhiều ha. Nè. Mã số 154. Rồi cái này 300 nha anh chị. 155. 155. Nè, đụng vô tại lá nó bị héo. Chiều cao 14. Rồi 250.000. 155 250.000. 156. Cây này cong lắc rất là đẹp. Thân bự hơn diết long. Chiều cao 12. 156. Rồi cái này 250 luôn anh chị ơi. 157. Cây này rất là đẹp nè anh chị. Chiều cao 17. Dán độ xuống luôn. Mã số 157. Rồi cây này 350 anh chị ơi. 158. Cây này cũng đẹp. Chiều cao 18. Mã số 158. 350. Cái thân nó cỡ như diết long hoặc bự hơn diết long anh chị. Cái này bự hơn diết long nhiều nè. 159. Chiều cao 30. Mã số 159. 300.000. 160. Chiều cao 21. Mã số 160. Rồi cái này cũng 300.000. 161. Cao 23. 161. Rồi cái này cũng 300.000 của chú anh chị. 162. Chiều cao 15. Mã số 162. Cái này 200.000 thôi anh chị. 163. Cái rất là quái. Cao 14. Rồi 300.000. 300.000. Đế một cục luôn nha anh chị. 164. Cái này muốn lượng 3 cái đầu luôn. Chiều cao 15. Mã số 164. Rồi cái này cũng 300.000. 165. Chiều cao 18. Mã số 165. 165 nha anh chị. Rồi cái này cũng 300.000. 166. 166. Chiều cao 18. Mã số 166. Rồi cái này cũng 300.000 anh chị.
167. Lá dành dành cũng khá là đẹp nghe chú anh chị. Chiều cao nó là 18. Rồi 250, 167. 167. 168. 168. Chiều cao 19. Mã số 168. 300.000. 169. Cái này đẹp anh chị. Chiều cao 23. Mã số 169. 350.000. 170. Chiều cao 16. Mã số 170. 170 anh chị. Rồi cái này cũng 300.000. Ồ cái này quá 171. Đẹp. 171. Chiều cao 21. Mã số 171. Rồi cái này 400.000 anh chị. Em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu với cô chú anh chị một số loại kích rễ với một số dụng cụ nha cô chú anh chị. Hàng em đã sử dụng rồi. Rất là bán nên giới thiệu với cô chú anh chị ha. Đầu tiên là loại kích rễ. Này hàng của Đài Loan Trung Quốc nha cô chú anh chị. Một gói này là 500 g là nửa ký đó nha cô chú anh chị. Em bán gói nửa ký này là 200.000, em bao ship toàn quốc. Cái này là siêu kích rễ luôn nha cô chú anh chị. Loại này sử dụng rất là tốt. Số anh em đã sử dụng rồi rất phản hồi là rất ok ha. Này em cũng đã sử dụng rồi nha cô chú anh chị. Này liều lượng của nó thì một gói 500 g này mình có thể mình pha tới 300 lít nước nè cô chú anh chị. Một thôi là mình nếu mà tưới ít á mình tưới một muỗng cà phê đầy cho 5 lít nước. Một gói này mình sử dụng rất là lâu nha quý anh chị. Sử dụng cho tất cả các loại cây như mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây ăn trái cái này kia cũng được nha anh chị. Rồi lan cũng được luôn nha cô chú anh chị. Đó, loại này siêu kích rễ nha. Loại này là tốt hơn nhiều N3M với Atonic nha cô chú anh chị. Này là chị mình tưới gốc thôi nha cô chú anh chị. Chỉ tưới gốc. Chứ không có phun lên lá ha. Chỉ tưới gốc thôi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là em mới về loại dây nhôm nghe cô chú anh chị. Dây nhôm đen loại 1 cực kỳ mềm dẻo luôn. Bao hàng anh em luôn, anh em về sửa mà nếu mà cứng thì em sẽ đền lại luôn anh chị ơi. Đó. Cho anh em test hàng luôn. Dây nhôm loại 1 cực kỳ mềm dẻo ha. Em có 4 loại thôi. Chỉ có 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly. Đó. Đồng giá là 150.000 một ký. 150.000 một ký mà em bán một lần 3 ký em mới bao ship nghe anh chị. 150.000 một ký. Ship mỗi lần là 3 ký, em bao ship. Bao ship toàn quốc luôn nha anh chị. Thứ hai là về được cái kìm cắt dây nhôm. Kìm này thì bao hàng bán dữ dằn bán luôn nha anh chị. Cái này anh chị vừa sửa kiển nè, vừa cắt mấy cái cành nè ha, nhỏ là tuyệt vời luôn ha. Em đã xài rồi nè. Đó, dây nhôm thì em có chỉ có 3 loại thôi. 1 ly, 2 ly, 3 ly và 4 ly. Nói chung là từ 1, 2, 3, 4 này là anh chị là sửa dây từ cây tầm trung trở lại là được hết trơn rồi. Chừng kia cây đại bự dữ bự mới dây lớn thôi. Đó, dây bảo hành là anh em là mềm dẻo luôn ha. 150.000 ký mà bán mỗi lần là 3 ký bao ship nghe cô chú anh chị. Đó, 1, 2, 3, 4. 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly. Là vừa cho anh chị sửa cây hết rồi. Với hai kìm cắt kẽm. Có thể nhấp cành được luôn nghe anh chị. 150.000 một cây bao ship. Tiếp theo là cái loại kéo cắt cành nha cô chú anh chị. Loại này em đã xài rồi. Rất là im. Nên em giới thiệu cho cô chú anh chị. Này là này công nghệ của Nhật Bản nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc nha cô chú anh chị. Giá chỉ 120.000. Em bao ship toàn quốc luôn. Cái này em đã sử dụng rồi, em mới giới thiệu cô chú anh chị. Em cho cô chú anh chị về mở ra kiểm tra hàng, bao bán mà không bán trả lại em ha. Em khẳng định như cô chú anh chị luôn á. Có 120.000 nhưng mà cực kỳ bén luôn đây. Nè cây em xài cả năm trời đó anh chị thấy không? Nè, cắt rất là mượt luôn á. Mặt cắt nè anh chị thấy ha, rất là bén nè ha. Đó. Rất là bén ngót luôn. Đó anh chị xem ha. Này hàng cũ này em đã xài rồi nè. Gần cả năm nè. Xài rất là ok nha quý anh chị. Bền rất là bền. 120.000 nhưng mà xài rất là bền. Nó in đây là công nghệ Nhật. 120.000 thôi nghe cô chú anh chị. Em bao ship nó có hai loại, một loại màu
cán đỏ với trắng với một loại đen. Cô chú anh chị nào cần thì liên hệ với em ha. Rồi tiếp theo là giới thiệu cho cô chú anh chị cái loại kéo tỉa. Này cũng là công nghệ Nhật Bản không nghe cô chú anh chị, rất là sắc bén luôn. Là một loại tỉa là tỉa dài, với một loại tỉa là tỉa bầu. Em lấy cho cô chú anh chị xem ha, cây cực kỳ bén nha. Cái này kéo tỉa này đồng giá là 180.000 một cây, làm rất là đẹp của chú anh chị xem ha, rất là đẹp luôn. Đó, in chữ Osaka trong đây luôn nha anh chị, in chìm luôn ha. Đó, rất là bén. Em bao bán ha, mấy cái hàng này là em bao bán, em đã sử dụng rồi. Cô chú anh chị về nhà tháo ra sử dụng, không bán thì trả hàng lại cho em ha, điện thoại trả hàng cho em. Kéo tỉa thì nó có hai loại, một loại tỉa dài, một loại tỉa bầu. Đó, thì cũng đồng giá là 180.000, em bao ship toàn quốc luôn nghe cô chú anh chị. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu cho cô chú anh chị hai loại kìm cạp. Một loại kìm cạp xéo và một loại kìm cạp tròn. Hàng cũng của Nhật hết trơn nha anh chị, công nghệ Nhật hết. Bao bén hết vô anh chị. Đó. Đây, in chìm hết nghe cô chú anh chị. Hàng cạp này thì là đồng giá là 350.000 một cây. Đó. 350.000 một cây. Em bao ship. Cô chú chị xem ha. Cây rất là đẹp. Đây là cạp xéo rồi chú chị, bao bén luôn ha. Mình có thể cắt cành, những cành nhỏ hoặc là cạp ha. Rồi tiếp theo đây là cạp tròn. Em lấy từng cây ra cho quý chị xem. Cạp tròn. Giá chỉ 350.000 một cây. Đó, em bao ship luôn. Cặp tròn đây anh chị. Đó. Hàng rất là chất lượng ha. In chữ chìm luôn không nghe của chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái cưa. Này là cưa lách. Cưa này đúng là hàng thiệt phẩm nè anh chị. Giá chỉ 70.000 mà bao ship luôn. Em bao bán cái cưa này ha anh chị. Đây em cưa thử cho anh chị xem nè ha. Đây cái nhánh này ha. Nè, em bao bán luôn. Đó. Rất là bén nha anh chị. Mà cưa cái mặt cắt của nó rất là im nghe luôn chị. Đây nè. Cưa lách nha anh chị. Đó, chỉ có 70.000 mà cưa lách này anh chị mua 2 cây em mới ship nghe luôn chị. Mua 1 cây em không ship, tại vì bán có 70.000 mà chị kêu ship 1 cây nên là lỗ nha anh chị. Em bán nếu mà cưa lách thì phải là 2 cây em mới ship, 70.000 một cây. Rồi tiếp theo là bộ đục, em mới về anh chị ơi. Bộ đục này gồm 8 cây ha. Cây thứ nhất nó cỡ hơn gang tay nè anh chị. Bộ đục khá là đẹp luôn á. Ha, 1 2 cây. 3 cây. 4 cây rất là bén. 5 cây. 6 cây. 7 cây. 8 cây. Đó, chị 8 cây ha. Chứ kèm theo một cục đục nghe anh chị. Tặng thêm một cục đục này luôn. Một bộ đục này á em bán là 390.000. 8 cây 390.000 em bao ship. Tặng thêm một cái dùi cui đục luôn nha cô chú anh chị. Đây, dùi cui rất là đẹp ha. Còn mấy hàng này rất là bén nè anh chị, xem nè. Cực kỳ bén luôn ha. Này em bao bán cho anh chị, về mà nếu mà đục mà không bán thì cứ trả hàng lại cho em ha. Gồm 8 cây đục. 8 cây đục với một cái dùi cui 390.000 em bao ship. Rồi cô chú anh chị nào cần thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0788 753 876. Rồi em cảm ơn và kính chào cô chú anh chị.